ពោះខ្ញុំជាក្មេងស្រីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាភាពស្មើគ្នានៃសុខភាពរបស់ខ្ញុំគឺអត់ស្មើគ្នាជាមួយនឹងកុមារាទេ Em nghĩ thì địa điểm thiếu an toàn nhất đối với trẻ em gái bây giờ là những nơi đông người và đặc biệt là trên xe buýt. Cô nên đi sớm lại ai đó mà tớ sẽ đi nhiều khi. Anh sẽ quay kia tao lại ai đó mà đi sớm đi nhiều khi. Có sẽ lấy kia ai đó mà lấy kia bọn đi nhiều khi bọn này đó. Ít tớ sẽ hết đâm đỏ lạc nhiều người rõn sợ. اكيد المشاكل اللي بتتعرض ليها البنت في الشارع وكده دي بتاثر على حقوقها جدا حتى وهي لسه بتتعلم وكده ممكن باباها او مامتها يقعدوها من التعليم بسبب الحاجه اللي حصلت لها دي trong 4 năm em đi học cấp 2 thì em đã đi học bằng xe buýt và em đã nhìn thấy rất nhiều trường hợp các bạn nữ bị xâm hại trên xe buýt bị động chạm trên xe buýt যার কারণে মূলত মেয়েদের ফ্রিডম কমে যায় তারা রাস্তায় চলাফেরা করতে পারে না Em đang tham gia dự án thành phố an toàn và thân thiện cho trẻ em gái của tổ chức Plan và khi tham gia dự án thì em thấy em được học rất nhiều kiến thức về bình đẳng giới cũng như bất bình đẳng giới và những cái kỹ năng để giúp cho bản thân mình tự phòng vệ. Plan International Barata Diego bibhinna talimharule hamilai bibhed biruddha ladna sagayeko cha. Plan International Youth for Change project theke ami girls rights gender based violence gender equality ei somporke shikhechi ebong ei somoshya gulo ke kibhabe prevent korar jonno fight korte hoy